Hello các bạn nhân mã, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những dự đoán cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022. Nếu các bạn có cung mặt trời nhân mã, mặt trăng nhân mã hoặc là cung mộc nhân mã thì cái video này nó liên quan đến các bạn, nó ảnh hưởng đến các bạn. Thì không những ảnh hưởng cho các bạn mà tất cả những vạn vật xung quanh mình nữa, như là thú vật, cây cỏ và những lớp người khác mà họ sống mình không được, như là họ sống trong núi, dưới lòng đất, dưới lòng biển, họ sống trong cái năng lượng khác, mình không thấy họ, cũng như là như là một cánh quạt của cái vật bật nhanh lên đó thì mình nó vẫn hiện diện đó, nhưng mà nó mình không thấy cánh quạt nữa. Thì đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài chúng ta ra, thế giới này chúng ta sống rất là đặc biệt, nó không phải là một mình ta sống này thôi. Thường tôi làm cái video này, tôi hay đi vào những hành tinh lớn ảnh hưởng cho nguyên một năm, những hành tinh nhỏ thì có 32 năm trong một cung nữa. Vì vậy mà tôi đi cho một vòng trước, sau đó tôi lại đi vòng phần 2 là những hành tinh nhỏ hơn với các bạn, là để thấy nó rõ ràng hơn những chuyện đang xảy ra cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó. Thì nhân mã ở đây, nhân mã tượng trưng cho cái con người, thú vật. Con người là vật, mà cái đầu là đầu người, cầm một cái cung đang bắn lên. Thì con người nhân mã nó luôn biến chuyển, luôn tiến tới, không ngừng được. Thì từ xác thú vật, con vật, có như con ngựa, họ đứng thành con người, từ người đó thành người rồi, họ chuyển thành người rồi, họ muốn đi xa hơn nữa với cái mũi tên. Cái mũi tên lúc đó đi hơi xa cái tầm của họ, nhưng họ luôn có một cái khát khao, một cái nhìn xa hơn để họ muốn tiến tới, để họ mở đường cho nhân loại. Tuy nhiên là các bạn, những người sống từ thì nhân mã trở đi nè, từ nhân mã Nam Dương Bảo Bình tới Song Ngư là phần cuối của tư vi, nó tượng trưng cho sự cuối cùng, sự khi mà các bạn gom được tất cả những cái dự kiện để các bạn tiến tới trong cuộc sống của mình đó, thì bạn ở trong thời gian này thì nhân mã nó nằm cho mũi tên ở đây. Thì năm nay Diêm Tinh ở trong Nam Dương từ năm 2008 đến giờ 24, nó không có ảnh hưởng rất nhiều cho cuộc sống của nhân mã về vấn đề tiền bạc, tình cảm nữa. Nó ảnh hưởng rất nhiều về nó cho những sự lên xuống, là có nghĩa là phải tan vỡ xong lặp lại. Tại vì Diêm Tinh tượng trưng cho sự biến chuyển, sự chuyển hóa, sự chuyển tiếp. Như vậy mà có những người qua những thời gian nhưng mà thời gian rất là khó khăn, nhưng thực ra những khó khăn đó tốt cho mình. Tại vì như tôi hay nói trong những video khác là chúng ta xuống đây để chỉ trải nghiệm thôi. Chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để làm, để học, có bằng cấp, để nuôi thân, để có tiền, hy vọng nuôi được thân. Hay chúng ta không học được, chúng ta đi làm, nhưng cái đó chúng ta chết đi, chúng ta không mang theo được tất cả gì mà vật chất hay là danh tước nữa, không ai nhớ đến bạn đâu. Chúng ta sống như là đối với vũ trụ, chúng ta chỉ là một cái tích tắc thôi. Vì vậy chúng ta sống ở đây cả bao nhiêu ngàn kiếp rồi, nên không mang theo, mà cho chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để tìm kiếm cái đó. Thì Diêm Tinh từ 2008 tới 2024 thì nhân mã cho giam trong nó đang thay đổi, giúp nhân thay đổi là cái nhà số 2 là vấn đề tiền bạc và tình cảm, cái gì mà của cải nữa, phải có là mất là có, nó cứ lòng vòng nữa. Nhưng mà không biết đường thoát, nhưng mà đừng lo, khi mà Diêm Tinh nó sẽ đi qua Bảo Bình năm 2024 cho đi, thì nó sẽ giúp đỡ cho nhân mã rất là nhiều. Tại vì Diêm Tinh chuyển qua Bảo Bình là khí với lửa cần nhau, khí cần lửa để cho họ hơi ấm, mà lửa cần khí để đốt cháy. Vì vậy mà những sự biến chuyển bây giờ trong sắp tới sẽ là giúp cho nhân mã rất là nhiều nha. Như hiện tại Diêm Tinh đang ở đây là ảnh hưởng đến phần cuối của nhân mã. Nhiều người nhân mã cảm thấy có sự biến chuyển, nhưng mà bây giờ cảm thấy nhẹ một chút xíu rồi, nó cảm thấy là nhẹ nhàng đi một chút, nhưng mà vẫn chưa đâu các bạn, nó vẫn còn khó chịu. Tại vì ở bên đây cái thằng thổ tinh tượng trưng một ông già, một cái luật, quyền luật, một cái như là thí dụ công an đi, cảnh sát đi, hay là một tòa, hay một người lớn tuổi đang cầm cái roi đang hỏi câu chừng mình làm cái gì đó, nhưng mà họ đang giúp đỡ cho nhân mã. Bắt nhân mã hiện tại đang nằm trong khuôn khổ,
nhưng mà phải nằm trong khuôn khổ để phát triển cho thời gian sắp tới. Thì năm tháng 3 năm 23 thổ tinh sẽ đi qua sông Ngư đó, thì thời gian này đang giúp nhân mã mạnh hơn và khuôn khổ tốt hơn để mình tiến tới. Mặc dù ở đây đó nó bắt diêm tinh vẫn ảnh hưởng nhân mã và sự thay đổi, nhưng cùng một lúc nó lại bắt mình phải vào khuôn khổ, nó bắt mình thay đổi. Nhưng vào khuôn khổ thì như là bạn sống, bạn đang đi sống thoải mái, bây giờ bắt phải đi vô cái trường học, mà trường học nó phải bắt các bạn phải theo luật lệ hay bạn đi lính, thì sự biến đổi đó tốt, nó tốt nhưng mà lại giúp đỡ mình biến chuyển, nó hay như vậy đó. Nhưng mà từ năm 24, năm 20 tháng 3, 23 trở đi tới ngoài sông Ngư, sông Ngư với nhân mã không có tốt với nhau, chống lại nhau, vì vậy nó bắt mình đó là biến chuyển, gò ép cho một cái kỷ luật để tốt hơn, mạnh hơn, qua đây là thử thách mình như này. Mà khi một thổ tinh đi vào sông Ngư bắt thổ tinh mình thử thách về gì, về chuyển hóa nữa, thì sông Ngư mới chuyển là cái cung cuối cùng hết của trong 12 con giáp, là sự cuối cùng để chuyển thành Bạch Dương lại. Thì cái này cung cuối nè, thì cái cung cuối này đó nó bắt mình trong bầu thai trong 2 năm rưỡi thôi. Chứ tôi bảo đảm một điều á, không dám bảo đảm mà tôi tin đoán một điều á, là từ 26, 25, 26, 27 trở đi á, nhưng mà sẽ rất là tuyệt vời. Tại vì sẽ diêm tinh ở đây tới 20 năm lận, từ 24 trở đi. Nó sẽ giúp đỡ nè, nó bắt diêm tinh, thời gian vừa qua nó bắt nhân mã thay đổi rất là lớn nhiều, từ 28 đến giờ. Sự biến chuyển lớn lao lắm, nó sự có nhà, mất nhà, có bằng, mất bằng, có việc, mất việc, có tình yêu, mất tình yêu, có cụ cải, mất cụ cải. Nhưng mà nó giúp đỡ mình, nó bắt mình thay đổi, mình chuyển hóa vấn đề mình, cái của cải mình đang có, những vật chất mình đang có hay tình yêu mình đang có. Nhưng mà thời gian tới nó bắt mình ở đây nè, là nó sẽ giúp mình là ê, khó khăn đó, biến chuyển đó, những cái người phải xây cái nền thật chắc, xây nền tảng thật chắc, bình tĩnh, từ từ, không ai đi đâu hết các bạn, từ từ. Chúng ta sống, chúng ta hấp tấp qua cũng đi đâu, tại vì chúng ta không làm xong bài học này á, chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà tính nó đi vòng tròn hết à, ở đây nó lại ở đây nó cho 20 năm một cung nè, từ 20 năm, từ 16 năm tới 32 năm cho một cung này, 2 năm rưỡi một cung, nó cứ thay đổi nhau, nó thay phiên nhau các bạn. Nên bài học không xong á, nó sẽ đi vòng, như diêm tinh nó đi một vòng như vậy đó, là 248 năm như một vòng. Vì vậy mà đừng có hấp tấp, bình tĩnh, dĩ nhiên là cuộc đời nó cứ tiến tới, mình phải tiến tới, mình phải làm, phải ăn, phải ở, nhưng mà đừng để nó hối thúc mình, đừng để như là đời nó hối thúc mình hay là người ta hối thúc mình, tại vì mình vẫn là mình. Bài học không học xong, mình phải học lại thôi, để học hoài các bạn ạ. Nhưng phải trải nghiệm, không học mà trải nghiệm để học, thì không học xong á, nào học lại thôi. Nên hy vọng các bạn đừng có bỏ những cơ hội như vậy, tại vì nó lúc nó phải như vậy để các bạn thay đổi. Như bạn thấy những cái văn minh như là văn minh Khmer hay là La Mã, Ai Cập, bên Nam Mỹ, đến thời gian nó không biến chuyển được nữa, nó trong cái khổ là như là tin gì mà tính gì đó nhiều quá, thì sẽ có một cái dân tộc khác họ sẽ xuống đây do sự giúp đỡ bảo trợ của những người hành tinh khác để đẩy cái dân tộc đi xuống đi chỗ khác chơi, như dân ngoại da đỏ cũng vậy. Họ như dân nó bắt mình phải thay đổi cái đó để mình biến chuyển tới, chứ không thể nào là tôi vậy sống trăm năm nay rồi ngàn năm nay rồi ngàn năm tới cũng hay vậy thôi, thì cuộc đời không tiến đổi được các bạn. Phải sự biến chuyển, và biến chuyển mấy năm vừa rồi á, mấy năm nay nữa, nhưng mà cảm thấy phải vô cái nguồn gốc của nó, vô cái luồng của nó, vô vậy cái khung của nó để trở thành mạnh hơn. Để năm 24, 23 trở đi, các bạn tháng 3, 23 các bạn sẽ phải thử thách về tình yêu, về sự tình yêu và sự tư tưởng nữa. Nó bắt các bạn phải có lại với thiên hạ, cái lòng của mình, với sự nhân loại nữa. Nhân loại có nhiều số đông nữa, có sự biến chuyển của người mình nữa. Nên nó rất là hay các bạn, nó hay lắm luôn á, là hay là như vậy nè, nó hay lắm, nó tuyệt vời lắm. Tại vì tôi hiểu được nên tôi muốn truyền đạt cái tư tưởng này cho các bạn hiểu là tất cả là một chuyến đi thôi, một cái trải nghiệm thôi. Nhưng mà trở đi các bạn sẽ vào đây. Mà khi các bạn vào đây đó, năm 25 trở đi ha, hay 25 ha, Bạch Dương sẽ ủng hộ nhân mã. Bạch Dương là lửa, lửa trúc lửa với nhân mã, là đại lửa luôn.
rất là lớn luôn. Mà Bạch Dương là chỗ này nó sẽ tiết kiệm lớn nha các bạn, nên các bạn sẵn sàng nha. Bây giờ thì hơi khó khăn chút xíu nhưng không sao. Bây giờ đến cùng cái cung này các bạn có mộc tinh nè và hải tinh ở trong song ngư, thì năm nay các bạn cảm thấy có sự biến chuyển về khó chịu về những người xung quanh mình, nhất là số đông ra đường gặp khách hàng, hay là mình hơi khó chịu. Có những cái lúc vui nó có buồn nữa, nó vui nó công đức này rất là vui, các bạn làm rất nhiều bạn, nhưng có lập rất nhiều người bạn mới, nhưng còn một lúc các bạn có nhiều lúc nó hơi bực mình. Nó đi song song với nhau, nó tại vì hành tinh mộc tinh là may mắn, song ngư cũng là tốt, nằm trong song ngư, làm hải tinh nằm trong song ngư, hai đây nó hợp với nhau nè, nó về nhà của nó cho sức mạnh cho song ngư. Nhưng hành tinh may mắn này nó đưa sức mạnh cho song ngư để làm thọc các bạn, là nó làm sao, là nó là nhân mã mi đi rất là đi phóng ngựa đi xa mà không để đến ai hết, cái người cứ rất là tự tin và cứ phóng đại mà không nghĩ xung quanh. Xong rồi nó ê nhìn lại nha, nhìn lại người xung quanh cái người nha, những người xung quanh mình, nghĩ mấy tiếng về đạo đức nè, về con người nè, nhìn lại cái tư tưởng của mình nè, nhìn lại những cái giấc mơ của mình hồi xưa mình có cái gì, phải nhìn lại, bắt người coi lại. Mà nếu mà nhân mã không có chịu nghĩ tới đó, làm cái chuyện đó thì nó không tốt cho nhân mã. Mà nếu ngược lại, nếu mà nhân mã chịu khó nghĩ tới người xung quanh sẽ được sự hỗ trợ rất nhiều trong tương lai. Tại vì hải tinh ở trong đây nó sau đây nè, năm 2025 nó sẽ ở đây tới 14 năm là các bạn, rất là lâu. Nó sẽ ủng hộ cho các bạn, nhưng mà hải tinh là nước và lửa nó không có hợp với nhau, nhưng mà lại nước, cái hành tinh này nó mang cho sự gì, cái sự tin vào cái sự mà tâm linh rất là mạnh. Tại vì lửa tượng trưng cho những cái luân xa trong người mình nó đốt lên, mà cộng thêm sự hỗ trợ của hải tinh vấn đề tâm linh nữa, cái sự huyền bí đi chung với lửa, nó sẽ hai cái nó sẽ hỗ trợ cho nhau một cách, nếu mà mình biết khôn khéo uyển chuyển để mình tiến tới, mà lại nó lại hợp với nhân mã nữa. Vì vậy tôi thấy trong tương lai á, nhân mã sẽ có những thời gian rất là tuyệt vời, nhưng mà dĩ nhiên là đó là nói chung chung với hành tinh lớn thôi đó. Đây chúng ta có lôi tinh nằm trong kim ngưu. Xin lỗi các bạn, tôi hay nhắc tới là tôi hay dùng những chữ mới để tôi đặt ra, tôi nói mấy tiếng mình đang hơi dài, như là thiên hải tinh rồi thiên gì đó tùm lum á, là tôi lộn xộn nên rồi lôi tinh là Uranus đó, rồi hải tinh là thiên hải vương đó, rồi đây là diêm tinh là gì tôi không biết nữa, nhưng mà đặt tên hơi ngắn. Thì lôi tinh này đó, nó tượng trưng cho gì, cho sự sấm sét, cho sự sức mạnh. Thì sấm sét này á, nó đang thọc 150 độ với nhân mã, nó không có làm cho nhân mã khó chịu, nhưng mà nó làm cho nhân mã phải nhìn lại nó vì vấn đề gì, vấn đề ăn uống. Trong thời gian vừa qua nhân mã có thể thời gian thay đổi cách ăn uống của mình, cách tiêu thụ, cách xài tiền nữa, và cách quản lý tiền của cải nữa, đúng không các bạn? Cho tôi biết nha. Thì có những hay là chưa làm tới nhưng đang làm tới đó, đang làm tới để đang tìm cái cách nào để mình làm việc tốt hơn, hay hơn, hay là mình ngược lại cái đó, mình buông thả hết để mình phá hết cái nền tảng để làm gì mới. Thì lối tin ở đây nó bắt nhân mã phải nhìn lại nó, coi lại, xem lại, xét lại, nhưng nó không làm phiền mình, như là cảm thấy có thí dụ mình lái xe, em thấy một cái bánh xe rất là đường gì đó, nó không có ảnh hưởng đến mình, nhưng mà bắt mình phải để ý nó chút xíu, nhưng nó không có mạnh nha các bạn. Đó là những hành tinh lớn của đối với nhân mã. Bây giờ chúng ta nói với những hành tinh nhỏ là thủy tinh, kim tinh và hỏa tinh. Thủy tinh ở trong một cung có 2 tuần mỗi cung thôi, nó di nè. Nếu các bạn như là trúng số hay là bị tai nạn, hay là có tiếng sét ái tình gõ cửa, hay là hay cảm thấy mình có sức lực đi chơi làm gì đó, hay là có sức làm ở công ty mới hay làm gì mới, đây những hành tinh nó cho mình những cái sức mạnh bất ngờ để giúp đỡ mình vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp. Thì những hành tinh nó đi rất là nhanh, như là thủy tinh trong 2 tuần thôi. Thủy tinh tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự di chuyển,
di chuyển về thể xác và những dụng cụ mình làm, cũng như là laptop, điện thoại, ABC xe cộ nữa đó, hay là tư tưởng là mình suy nghĩ, mình nói chuyện, mình đi ký hợp đồng, mình đi thương lượng, mình đi nói chuyện, mình đi nói chung là đi nói chuyện với công chúng, nói chuyện này nọ, đi liên kết với bạn bè, đó là thủy tinh. Thì thủy tinh ở đâu? Từ đầu tháng 7, năm tháng 7 cho tới 19 tháng 7 nó trong Bát Giải. Thì cuối tháng 7 đó nó đầy, nó thừa nhận đầy. Thì có sự là cuối tháng 7 là đầu cuối tháng, từ khoảng 24 tháng 6 cho tới 5 tháng 7 á, các bạn sẽ có những nói chuyện rất nhiều với người đối tác với mình, cũng như là vợ con mình, hay là trong công ty là chủ mình, hay là sếp mình, hay là nhân viên của mình, hay là các bạn làm buôn bán thì bạn nói chuyện nhớ với khách hàng của mình, những người nào mà đi chung với mình trong cuộc sống của mình hàng ngày, ví dụ là cuộc sống hàng ngày, cuộc sống gia đình, cuộc sống tài chính, cuộc sống sự nghiệp đó, thì có sự trao đổi tư tưởng rất là nhiều. Nhưng nó không có hại, phải cần phải đi trò chuyện. Lúc đó các bạn nên cần gì phải nói là từ 24 tháng 6 cho tới 5 tháng 7 các bạn nên dùng thời gian này. Nếu mà không nói, bắt các bạn nói, bắt các bạn phải họ đến với bạn. Họ nói các bạn, bạn phải đối đầu với họ. Mà bạn phải uyển chuyển nha, tại vì nó đối đầu. Khi nó đối đầu á, các bạn phải uyển chuyển, phải khôn khéo, tại vì nó sẽ có lợi cho các bạn nhiều hơn. Không phải mình nói láo người ta, không phải mình nói cho qua chuyện, nhưng mà mình phải cố gắng tìm một cái giải đáp cho tiện hai bên, đó rất là tốt. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu thôi. Sau đó từ đầu tháng 7, 5 tháng 7 tới 19 tháng 7 nó trong Bát Giải, nói chuyện xong các bạn sẽ có những vấn đề bực mình phải giải quyết. Nói chung là nó đang chơi chiêu mình này nè, hay là có những vấn đề mình chưa giải quyết được xong, hay là mình chưa rõ ràng, thì nó hơi cho bắt mình phải coi lại cái vấn đề này. 19 tháng 7 tới 4 tháng 8 thời gian này rất tốt cho bạn đi ký hợp đồng, ký thương lượng, đi mua xe, đi chơi, di chuyển, mua máy tính, mua laptop, mua, nói chung là nó sẽ tốt cho bạn đi chơi. Mà ở đây như đi chơi nhiều hơn á, đi chơi nhiều hơn là đi là mua đồ nha. 19 tháng 7 tới 4 tháng 8 nhớ các bạn, từ 4 tháng 8 tới 25 tháng 8 nó trong sử nữ. Sử nữ với nhân mã không hợp với nhau. Sử nữ nó cứ lằng nhằng hay phiền phà, hay chỉ trích hay phê phán, mà nhân mã thì nó cứ phóng thôi, nó cứ phóng, nó người ta đi chơi cái đi, mà mấy cái người này hơi ồn ào quá, lộn xộn quá, nhưng mà nó bắt nhân mã phải nhìn lại, hay là những cái trong cái lúc cái hợp đồng xong á, các bạn không có không để ý đến vấn đề đó, nên có hơi phải coi lại cái đó. Thời gian xin lỗi nha, từ 19 tháng 7 tới 4 tháng 8 các bạn nên ký hợp đồng, mua nhà, mua cửa, mua xe, nó rất là ổn. Nhưng mà cái đó cũng nói chung là chung thôi, chứ là tùy theo cái mỗi cá nhân của các bạn nữa, cái bạn làm ăn đồ, cá nhân mỗi người nó khác một chút xíu nữa, nên không nói chung được tất cả hết. Thì ở đây bạn có những cái hành tinh không tốt, hay là không tốt mạnh quá, nó làm nhẹ bớt cái vấn đề nặng nề, nhưng mà nó lại nó không làm cho mạnh nữa, nhưng mà cũng có một chút xíu ưu phiền trong đây. Từ 4 tháng 8 tới 25 tháng 8 thời gian này nó bắt nhân mã phải đốc hơi suy nghĩ hơi lạc quan một chút xíu, hay hơi bi quan một chút xíu, nó trên hay dưới chứ không có giữa được. Rồi các bạn có thể có là hay xài tiền hơi nhiều, đi chơi hơi xa, nói hơi nhiều, hay là nghe hơi nhiều, rồi cũng nói cũng nghe hơi nhiều, là mình nhức đầu, nghe người ta nói nhiều mình nhức đầu, mình nói nhiều mình cũng nhức đầu, nói chung là hơi thiết quá một chút xíu, nhưng không có xấu. Nó bắt mình chỉnh lại, thì mình về nhà mình ngồi mình coi lại, mình đi hơi nhiều, mình hết tiền rồi, mình phải chỉnh mình lại. Thì từ 4 tháng, từ 25 tháng 8 cho tới 9 tháng 9 bạn sẽ cảm thấy rất là ok, tại vì thiên bình với nhân mã hợp với nhau, cảm thấy bình an lại. Từ 9 tháng 9 tới 23 tháng 9 các bạn vẫn ok, nhưng nó không có ảnh hưởng nhiều, các bạn cảm thấy là relax, nghĩa là không cần phải suy nghĩ nhiều, thoải mái, ok. Từ 23 tháng 9 tới 10 tháng 2 chứ có bao nhiêu ngày ta, 2 tuần, các bạn hơi chút xíu, nó cũng hơi, nói chung là óc mình hơi mệt, nhưng thời gian từ 9 tháng 9 tới 10 tháng 2 gần như là 3 tuần, các bạn hơi nghĩa là cảm thấy là thời gian cảm thấy là đầu óc mình trống rỗng, nên không đi thi nha, không đi thi cái gì, đầu óc mình không nhớ gì hết, nó hơi mệt, nó làm mình, nghĩa là mình
không làm cái gì được hết, ông hiểu không? 10 tháng 2 đến tiện nó thẳng luôn, 10 tháng 2 tới 10 tháng 10 á, các bạn không nên làm gì hết. Từ 10 tháng 10 trở đi, các bạn nên lấy test, đi lấy test, đi thi cái gì đó, đi thương lượng, ký hợp đồng nha. Nhưng mà nhớ là từ 4 tháng 8, 5 8 không làm gì hết. Từ 25 tháng 8 tới 9 tháng 9 các bạn nên ký hợp đồng. Cần phải ký hợp đồng chứng nhận này thi nè. 25 tháng 8 tới 9 tháng 9 ok. Từ 9 tháng 9 cho tới 10 tháng 10 là một tháng trời á, không nên thi cử, không nên mua bán, không nên làm cái gì hết nha. Không làm cái gì hết. Rồi dẫn mạnh lần thứ 2, thứ 3 rồi đó. Bạn đừng làm cái gì hết. Đừng làm gì trong trí óc, đừng mua cái gì, đừng di chuyển, đừng đi đâu xa hết. Không nên. Không nên. Nếu các bạn đi làm từ Sài Gòn ra Huế mỗi ngày thì không sao. Nhưng bạn đi ngoài xa hơn nữa, hay các bạn đi những gì chuyến hơi đặc biệt thì cái đó nó sẽ có những sự khó khăn nha. Đó. Đó nói về thủy tinh. Giờ tôi nói về kim tinh. Kim tinh tượng trưng cho sự tình yêu, của cải, sự may mắn nhỏ đó. Thì kim tinh nó sẽ nằm đâu? Từ 17, từ đầu tháng 7 nó nằm trong song tử. Song tử đối đầu với nhân mã, sẽ có sự may mắn cho những người đối tác với mình, trong gia đình, trong người yêu, con cái, công việc làm, sẽ có sự dễ thương hơn của người đối diện với mình, người đối tác với mình. Từ 17 tháng 7 đến 11 tháng 8 hơi khó chịu chút xíu, nhưng không sao, nó cũng may mắn thôi. Nhưng mà nó lại hợp chung với thằng này nữa nên nó cũng không sao đâu. Nó cũng thời gian là mình cũng không có gì là đáng lo cả. Từ 11 tháng 8 đến 5 tháng 9 rất tốt cho nhân mạng. Đi chơi thời gian này nghỉ hè không ta? Đúng rồi, nghỉ hè nên đi chơi, dành thời giờ cho con cái. Đi chơi, ăn uống nè, ăn uống, đi chơi, ăn uống, đi biển, ăn uống này nọ, lên núi ăn uống, tốt. Có thể gặp người yêu, nếu mà các bạn nào có kim tinh ở trong cung, trong cái lá số cơ TV các bạn nữa thì lại rất tốt, nó hợp chung nhau, là gặp người nói chuyện rất là hợp với nhau, với họ nữa, rất là tốt luôn. Thì 5 tháng 9 cho tới 29 tháng 9 nằm trong sự nữ. Các bạn có cảm thấy là lúc đó mình nên cẩn thận là coi lại những cái sự liên kết mình với những người khác, coi chừng lại, coi lại, suy xét lại, có sự đổi ý về vấn đề đó. Không phải xấu gì, không có xấu gì cả, nó chỉ là cho mình phải dừng lại, cho mình đang được phê mà, được sướng mà, đi chơi rồi này nọ, phê lắm. Nhưng mà sau đó các bạn sẽ ok nha các bạn, nên nó không có gì xấu hết. Nhưng mà từ 11 tháng 8 tới 5 tháng 9 chẳng rất tốt, các bạn muốn làm gì cũng được hả? Muốn yêu, muốn ký hợp đồng, muốn làm việc ok, thi thử như đi chơi nhất, đã từ tự nhiên đi chơi tốt nhất đó. Thì nói chung tóm tắt này vậy rồi, từ 8 tháng 9 tới 29 tháng 9 á, không nên mua gì, các bạn đều mua quá lố hay mua bị hố gì đó, hay là xài tiền hơi nhiều, những là hay bực mình. Nếu trong sự nữ nữa, có lẽ mình hơi lo quá, hơi tính toán dự kỹ quá. Nó làm nhân mã không thích những người tính toán mấy, nhân mã hơi phóng khoáng, nên như chuyện lý nhắc lắc chắn lý nhí á, làm cho nhân mã bực mình. Thì thời gian này 5 tháng 9 chứ 29 nên cẩn thận. Đó. Hỏa tinh tượng trưng gì? Sức mạnh. Đó là thần của chiến tranh, rất là mạnh. Thì sao ta? 5 tháng 7 nó trong kim ngưu, mà nó lại kết nối với lô tinh nữa, trời kinh lắm. Thời gian này các bạn phải nên cẩn thận nha, trong hành động của mình hơi bực mình chút xíu, nhất là trong vấn đề là ăn uống, vấn đề của cải chút xíu nha, cẩn thận một chút. 5 tháng 7, 20 tháng 8 đi chơi, hợp chung thằng đám này nữa là đi chơi thà tiền banh xác luôn nha, nha các bạn, nên cẩn thận nha, đừng có xài tiền nhiều quá. Ok, đi chơi ham vui quá nè, ham vui nè, xài về hết tiền nè đó, mà thằng này nó lại cứ chơi đi chứ đã đi, rồi xong sau này mày khóc đó, chết là vậy đó. Rồi từ 20 tháng 8 cho tới 25 tháng 3, 6 tháng trời nó nằm trong song tử. Song tử đối đầu với nhân mã, có thể tốt, có thể xấu. Tại vì cái này tôi nói lúc nãy là sự đối tác với mình là ai? Gia đình là vợ chồng, con cái, việc làm thì nhân viên hay là sếp mình,
ra đời thì người bạn làm chung với mình, như là người kết hợp với mình, tôi làm nửa công ty, anh làm nửa công ty, sự xung đột, sự xung đột có thể xung đột tốt để xung đột xấu, nhưng mà cũng do mình thôi. Tôi chỉ nói đây sự ảnh hưởng, nó bắt mình phải đối đầu với nó để mình học những bài học của mình, thì chính là bài học thôi. Thì ngày xưa mình trốn tránh cái người đó, mình trốn tránh vấn đề đó, bây giờ nó sẽ mang đến nó 6 tháng trời các bạn. Thường thường á, hỏa tinh ở trong mỗi cung có 6 tuần thôi. Kỳ này nó đi một vòng, nó đi qua, xong nó đi lại, xong nó đi qua, đi lại 6 tháng trời. Thời gian này rất là đặc biệt cho nhân mã trưởng thành. Thời gian sẽ có nhiều thời gian, nhiều sự thương lượng, nhiều sự kết nối, thương lượng để làm gì lớn hơn. Nếu các bạn có những dự án làm ăn lớn cho năm tới, thời gian này các bạn sẽ những người đối tác sẽ mang đến cho chị, cho bạn, nhưng có chừng nó sẽ mang sự vấn đề cho mình nữa. Vậy thật là cẩn thận, thật là khôn khéo, uyển chuyển. Mà bây giờ các bạn biết rồi nha, bây giờ trở đi các bạn không nên làm những cái gì mà tạo những vấn đề cho tương lai. Như bạn sắp sửa nghỉ việc, tính là năm tới nghỉ việc đi, thì các bạn bây giờ phải từ từ rút từ từ một cách nhẹ nhàng, đừng cái dây dưa gì để công ty nó lại kiếm mình, thì nó kiện mình, thì vấn đề là mình lấy nhân viên của nó, lấy khách hàng của nó, ABC mình không biết. Nhưng bạn có biết là trong vòng 6 tháng tới các bạn phải rất là khôn khéo, đối với các bạn trước khôn khéo uyển chuyển để sắp xếp vấn đề. Thì 6 tháng tới cái người đối tác với các bạn họ sẽ là người tạo vấn đề, họ kiếm các bạn để làm vấn đề. Phải cẩn thận, thật là cẩn thận, không nên làm gì mà lớn lao hết, không nên phải lớn lao mà không nên làm cái gì mà nó tạo được vấn đề cho họ đến làm phiền của mình đó. Nếu không phải gia đình thì là công việc, không phải là người đối tác với mình, nhưng mà sẽ có những sự may mắn khác nữa, nghĩa là có thể trong thời gian này các bạn sẽ tạo ra những cái sự đối đầu như vậy, các bạn sẽ tốt hơn, học bài học tốt hơn, nó sẽ được tương lai tốt hơn nữa. Tại vì nhớ như nãy không, đang thay đổi nè, nó đang thay đổi nè, và cái khúc này khúc cuối cùng của đời bạn nè, khúc cuối cùng của cái hỏa tinh đi qua sông tử, và đây tới 6 tháng trời nữa. Lần cuối các bạn để sắp xếp cho các bạn tiến tới chỗ này rất là hay. Đây là bài học cuối cùng của bạn, những sự đối tác cuối cùng các bạn gặp được thì khó khăn cái đó cho những năm tới sắp đến, có lẽ là vài năm nữa hay không biết bao lâu nữa, mà tôi phải coi lại cái sách vở của tôi, nó sẽ đi từng cung một đó. Nhưng mà không phải nó phải lập như vậy đâu, nó cứ một cách bất ngờ lắm. Mình không có mình nhớ có sách thì mình biết được nó rằng có khúc nào, nhưng mà thời gian này các bạn phải sắp tới 20 tháng 8 cho tới 23 tháng 3 6 tháng trời cẩn thận, họ sẽ kiếm chuyện của các bạn đó nha. Tôi ấn mạnh cái câu này để các bạn biết vậy thôi. Đó tất cả những hành tinh. Nếu các bạn có thắc mắc gì viết những sự bình luận dưới YouTube, tôi rảnh tôi sẽ coi. Còn không thì cảm ơn các bạn bỏ thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ có những cái dự kiện để quyết định rõ ràng hơn cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn.